đường xưa mây trắng cuốn sách dẫn lối tìm hiểu về bột và phật pháp chân thật nhất lần đầu tiên trong đời mình đọc một cuốn sách dày cỡ vậy nhưng không hề bị áp lực nặng nề hay quá tải đọc đường xưa mây trắng tựa như một dòng nước nhẹ trôi êm đềm và dễ chịu cứ thong thả sửa soạn tâm hồn mình gọn trơn trong một không gian thật yên tĩnh rồi từ từ thưởng thức chiêm nghiệm về cuộc đời của bột qua từng trang sách mình thấy mình sai rồi đó giờ mình nhận thức về phật pháp về những lời dân dạy về công quả một cách thần thánh lắm đi chùa hay vái xin cầu khẩn lắm vì vậy thấy bụt ở rất xa người ta bảo bụt trong ta, sao mà tin được? Như lúc nghĩ có cả triệu triệu con người vái xin người mỗi phút mỗi giây, sao người độ trí hết? Nhưng qua đường xưa mây trắng, mới nhận ra bụt gần hơn rất nhiều. Bụt cũng như ta, một người phàm đi tìm con đường tỉnh thức và giải thoát. Vì vậy càng đọc sẽ càng thấy hoan hỉ. Dù biết có rất nhiều chân lý sâu sắc miền bác cần tiền tập quan chiếu nhiều thì giờ mới hiểu được. Cuốn sách từ từ dẫn lối cho mình hiểu con đường tỉnh thức, không ít thì nhiều. Vạn vật sinh ra đều mang cho ta hỉ nộ ai ố. Thương càng nhiều, hạnh phúc càng nhiều thì khổ đau cũng nhiều nói vậy không phải để ngừng thương mà để hiểu rồi mới thương cho đúng đắn cho thông tuệ ăn chú trong phút giây hiện tại mới là hạnh phúc chân nhất mình cũng tin nguồn năng lượng từ thầy thích nhất hạnh đã chuyển mạnh mẽ qua cuốn sách này tôi đã viết những chương của đường xưa mây trắng với rất nhiều hạnh phúc thỉnh thoảng tôi đứng dậy pha trà để uống mỗi ngày viết mấy giờ cũng như được ngồi uống trà với đức thế tôn và tôi biết trước người đọc sẽ rất có hạnh phúc vì khi viết mình cũng đang có rất nhiều hạnh phúc hành trình một kiếp người mấy mươi năm ta chủ yếu đi để mà đến hiếm có ai đi để mà đi đâu mình thấy chân